chiến sự ukraine nguy cơ giúp kiệt kho khí tài của phương tây phương tây đối mặt với nguy cơ cạn kho dự trữ khi duy trì dòng chảy vũ khí cho ukraine trong khi mất nhiều thời gian để sản xuất bổ sung dòng vũ khí phương tiện quân sự và đạn dược mà mỹ và các đồng minh châu âu đổ vào ukraine giúp quân đội nước này có thể đương đầu với nga giới chuyên gia phương tây nhận định ukraine phụ thuộc vào nguồn cung ổn định khí tài từ bên ngoài để duy trì năng lực kháng cự Tuy nhiên, phương Tây đang đối mặt với vấn đề ngày càng lớn, đe dọa tính ổn định của dòng chảy vũ khí tới Ukraine. Phần lớn vũ khí họ viện trợ cho Kiev được rút ra từ các kho dự trữ sẵn sàng chiến đấu hoặc cơ sở niêm cất. Sau hơn 6 tháng giao tranh khốc liệt ở Ukraine, nguồn dự trữ trong các kho chiến lược này đã cạn dần. Wall Street Journal hồi đầu tuần trước đưa tin phần lớn viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đến trực tiếp từ nguồn dự trữ của Mỹ, làm cạn kho vũ khí vốn được xây dựng để ứng phó với các mối đe dọa bất ngờ với Washington. Một quan chức quốc phòng Mỹ nhận định lượng đạn pháo 155 ly trong kho thấp một cách khó chịu sau khi nước này cung cấp 860.000 viên đạn cho Ukraine. Chính phủ, quân đội và cơ quan tài chính của các nước thành viên NATO đang tranh luận về số lượng vật tư họ muốn cung cấp cho Ukraine, cũng như tác động đi kèm khi kho dự trữ cạn kiệt. Trevor Taylor, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh Rusi nhận định, thách thức lớn nhất với những nước phương Tây ủng hộ Ukraine là ký hợp đồng mới với các nhà thầu quốc phòng để bổ sung nguồn cung, đặc biệt sau khi Ukraine bắt đầu mở chiến dịch phản công diện rộng để tái kiểm soát nhiều khu vực. Các đội tiến công đòi hỏi nhiều đạn dược và khí tài hơn so với giai đoạn phòng thủ, chuyên gia Taylor cho biết, và nhận định hai yếu tố quan trọng để duy trì đà tiến công là tốc độ tiêu thụ đạn dược của các đơn vị và khả năng bổ sung tiếp tế nguồn lực cho họ. Theo ước tính của Russi, các trung đoàn pháo binh Ukraine mỗi ngày bán khoảng 6.000 quả đạn. Tuy nhiên, ngay cả loại đạn pháo đơn giản nhất cũng mất nhiều thời gian để chế tạo vũ khí càng tinh vi thời gian chờ đợi càng lâu khiến quá trình lập kế hoạch đối phó khủng hoảng nguồn cung càng trở nên quan trọng nicholas braman cựu sĩ quan lục quân anh và là chuyên gia công nghiệp quốc phòng đánh giá vấn đề nguồn cung nằm ở các chính trị gia và chỉ huy quân sự vốn áp dụng tư duy hòa bình hậu chiến tranh lạnh quá lâu Chiến sự Nga-Ukraine làm lộ rõ nhiều năm thiếu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là kho đạn phục vụ tác chiến, ông Ramman nói. Nhiều người nhận định rằng chiến sự sẽ không nhanh chóng kết thúc và tệ hơn là nếu Nga leo thang, quân đội NATO có thể phải vào cuộc. Do đó, chúng tôi đang nỗ lực rất nhiều để xây dựng kho vũ khí viện trợ và dự phòng của mình. Các kho vũ khí dự trữ của Mỹ cạn dần khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden thúc đẩy sản xuất tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không Stinger nhằm tái cung cấp cho quân đội Mỹ và có thể sẽ chuyển những loại vũ khí này cho Ukraine khởi động lại tiến trình sản xuất đạn pháo ở Mỹ nhanh hơn so với các loại vũ khí phức tạp như rocket và tên lửa, xong có thể mất tới 18 tháng từ khi đặt hàng tới khi bàn giao. Trong khi đó, các công ty vũ khí của Anh có thể mất tới 2 năm để khởi động lại dây chuyển sản xuất, tùy thuộc vào độ phức tạp của vũ khí. Chuyên gia Taylor của Russi đánh giá, trong chiến tranh lạnh, quân đội các nước NATO có kho đạn dự trữ phục vụ chiến đấu trong 3 tuần, với kịch bản vũ khí hạt nhân được sử dụng sau chưa đầy 3 tuần xung đột tầm lực. Chuỗi cung ứng quốc phòng của nhiều quốc gia thành viên NATO, trong đó có Anh được thu hẹp để phù hợp với đánh giá trên. Ông Taylor nhận định, bất chấp hệ thống dự trữ thiếu chiều sâu, Anh tới nay đã cung cấp cho Ukraine viện trợ quân sự trị giá 2,64 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 5.000 vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ mới Enlo, 400.000 viên đạn súng trường cùng pháo tự hành M109, tên lửa chống tăng Javelin, mũ bảo hiểm, giáp chống đạn, thiết giáp hạng nhẹ Uphold và Husky. Tuy nhiên, các khí tài đa dạng mà phương Tây chuyển giao cho Ukraine đang gây ra nhiều vấn đề về huấn luyện, bảo dưỡng và tiếp tế. Trong báo cáo hồi tháng 7, Rusi cho biết khó khăn trong việc viện trợ quân sự cho Ukraine là các vũ khí NATO không được tiêu chuẩn hóa cao, pháo từ nhiều nước có yêu cầu bảo dưỡng hoàn toàn khác biệt, cũng như sử dụng liều phóng, kíp nổ và thậm chí loại đạn khác nhau. Cách tiếp cận hiện tại của các nước là viện trợ riêng lẻ từng khẩu đội pháo, nhưng nó nhanh chóng biến thành cơn ác mộng hậu cần cho lực lượng vũ trang Ukraine khi mỗi khẩu đội lại đòi hỏi quy trình đào tạo, bảo trì và hậu cần riêng biệt. Báo cáo của Russia có đoạn. Trong khi đó, quân đội Nga có kho đạn đủ để sử dụng trong vài năm. Theo ước tính của Russia, lực lượng Nga mỗi ngày bán tới 20.000 quả đạn, hơn gấp 3 lần so với Ukraine. Nga còn sử dụng máy bay không người lái UAV và gây nhiễu radar giúp tăng hiệu quả các đợt tập kích vào vị trí của quân đội Ukraine. Chuyên gia Drummond nhận định, tình trạng chậm bàn giao các mặt hàng như chip và bộ phận điều khiển ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất vũ khí công nghệ cao mà phương Tây chuyển cho Ukraine, đặc biệt là rocket M-31 cho tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Ukraine đã nhận 16 tổ hợp HIMARS cùng một số pháo phản lực phóng loạt MLRS và dùng chúng để tập kích vị trí quân Nga, gây ra nhiều thiệt hại. Nga đang tìm cách săn lùng để phá hủy các loại vũ khí này, cũng như kho đạn đi kèm. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng, chuỗi cung ứng vũ khí của phương Tây cho Ukraine gần đây ổn định hơn, song các chiến dịch phản công như của Ukraine tại tỉnh Kherson có thể bộc lộ những điểm tắc nghẽn trong dòng chảy vũ khí phương Tây, có thể tác động đáng kể tới tình hình chiến sự. Chiến sự Ukraine ngày thứ 195, báo cáo nóng của IAEA về cơ sở hạt nhân. Ngày 6 tháng 9, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã công bố báo cáo về an toàn hạt nhân và tình hình an ninh tại nhà máy Zaporizhzhia trong bối cảnh lực lượng Ukraine tiến quân và tuyên bố giành được chỗ đứng ở Lugansk. Báo cáo về Zaporizhzhia, IAEA cảnh báo nhu cầu cấp bách cần phải thực thi các biện pháp tạm thời nếu muốn ngăn chặn thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện ở miền đông nam Ukraine. Đội ngũ thanh sát viên thêm rằng họ đặc biệt quan ngại về tình hình tại nhà máy trong bối cảnh tình huống ở Ukraine chưa từng có tiền lệ trước đó. Theo Reuters, theo cơ quan của Liên hợp quốc, đây là lần đầu tiên một cuộc xung đột quân sự xảy ra trong phạm vi một nhà máy điện hạt nhân quy mô như Zaporizhzhia. Một sự cố hạt nhân cũng có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng vượt ngoài phạm vi lãnh thổ nước này. Đội ngũ IAEA cho biết đã tận mắt chứng kiến tổn thất đến từ những vụ dội đạn pháo vào cơ sở hạt nhân của Ukraine và quan ngại những đợt tấn công như thế có thể ảnh hưởng đến tình trạng an ninh liên quan đến cấu trúc, hệ thống và các bộ phận của nhà máy. Giới chức cũng cho biết đã ngắt đường dây điện dự phòng từ hôm 5 tháng 9 để xử lý một vụ cháy. Tuy nhiên, IAEA cho biết đường dây này không bị tổn hại và sẽ được kết nối trở lại khi một hỏa hoạn được dập tắt. Ukraine tiến quân ở Lugansk. Ông Sergei Haidai, thống đốc tỉnh Lugansk, cập nhật thông tin cho biết lực lượng Ukraine đã giành được chỗ đứng dù nhỏ nhoi ở miền đông, đồng thời đẩy lùi các đợt tấn công của quân Nga. Moscow không bình luận về thông tin này. Lực lượng Ukraine tiếp tục các đợt phản công ở Kherson thuộc miền nam. TASS đưa tin về hoạt động ném bom dày đặc mà Ukraine tiến hành xung quanh thị trấn Nova Kakhovka hiện do Nga kiểm soát bên bờ sông Dnipro. Cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovich cho hay quân đội Ukraine đã mở rộng phạm vi phản công sang miền Đông và Đông Nam, giành lại được một số khu định cư trên bờ Tây của sông Dnipro. Ông này cũng dự báo lực lượng Nga sẽ lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn trong một tháng nữa. Cùng ngày, Ukraine tố cáo lực lượng Nga rót pháo vào Kharkov, trong khi các thị trấn và làng mạc ở vùng Donetsk tiếp tục dung chuyển trước những đòn tấn công của Nga. Một số thị trấn ở Donetsk bị trúng pháo kích từ Nga, bao gồm Bakhmut và Adivka. Nga chưa bình luận. Tranh cãi về khí đốt Nga Bộ Ngoại giao Nga cho hay Mỹ phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng khí đốt bằng việc đẩy giới lãnh đạo châu Âu tiến đến bờ vực tự sát khi cắt đứt hợp tác kinh tế và năng lượng với Moscow bên cạnh đó điện kremlin khẳng định nga sẽ không nối lại việc cung cấp khí đốt cho châu âu cho đến khi phương tây dỡ bỏ các lệnh cấm chống moscow còn tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đổ lỗi cho châu âu trong cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ông erdogan nói các nước châu âu đang gặt được những gì mà họ đã gieo sau khi thực thi các biện pháp giới hạn kinh tế đối với nga đội tàu chiến anh bám theo đội tàu nga Hãng PA Media đưa tin các tàu hộ vệ lớp Type 23 lần lượt là HMS Westminster, HMS Lancaster và HMS Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh đã bám theo tàu tuần dương hạm lớp Slava là đô đốc Ustinov, cũng như theo dõi khu trục hạm lớp Udaloi là phó đô đốc Okalov và tàu tiếp liệu Vyazma. Nhóm tàu này đang quay về cảng nhà sau khi hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Cùng lúc đó, tàu tuần tra HMS Mersey của Anh cũng bám theo tàu nghiên cứu quân sự Academic Eof trong lúc tàu Nga đang đi qua tuyến hàng hải Dover tiến vào eo biển Anh.